Theo một số nguồn tin, Mạch Ngọc Hà sẽ được câu lạc bộ Hà Nội cho phù đồng mượn lại đến hết mùa giải năm nay. Cầu thủ sinh năm 2000 có sở trường ở vị trí tiền vệ cánh, được đánh giá cao về khả năng sút và tạt bóng. Đây là một sự bổ sung tương đối chất lượng cho câu lạc bộ phù đồng ở mùa giải mới. Trong năm 2019, Ngọc Hà từng được góp mặt trong đội hình của đội U21 Việt Nam tuyển chọn tham dự giải giao hữu U21 quốc tế. Bên cạnh các vấn đề chuyên môn, cầu thủ 20 tuổi này liên tục thu hút giới truyền thông với ngoại hình điển trai và thư sinh của mình. Việc để Mạch Ngọc Hà chuyển tới câu lạc bộ phù đồng sẽ giúp chân sút này tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thực tế. Nếu khẳng định được giá trị của mình, cầu thủ quê Thanh Hóa sẽ có cơ hội được gọi trở lại thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội.